xin chào các bạn mình là thanh và hôm nay thì sẽ có một cái video đặc biệt với một cái thông tin mang tính rất là thời sự đó chính là tình hình covid ở việt nam thì mình gặp được một cái câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể lấy được những cái thông tin tình trạng dịch bệnh này ở trên trang ncov.moh.gov.vn thì ở đây có một cái bảng và cái bảng này thì dữ liệu rất là dài và bạn thử tưởng tượng xem nếu mà chúng ta cần có một cái thống kê gì đó mà chúng ta sẽ mỗi lần lên trang web này Sau đó là chúng ta sẽ phải copy những cái thông tin như thế này Thì nó sẽ rất là lâu Các bạn có thể nhìn thấy được rằng là có 3.332 ca nhiễm Thì làm thế nào để chúng ta có thể bằng một cách nhanh chóng Chúng ta có thể lấy được dữ liệu ở trong cái bảng này về Google Sheet chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm import uh, html của Google Sheet để làm điều này. Tuy nhiên là ở đây nó sẽ có một cái giới hạn đối với cả hàm import html và chúng ta sẽ không thể nào mà lấy được toàn bộ 3332 dòng như vậy. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng đến Google App Script để làm cái việc này. Thì uh, đầu tiên là chúng ta sẽ phải biết được một số thông tin về cái bảng mà chúng ta đang tiếp cận với À, đó chính là cái bảng này thì sẽ được thể hiện ra bằng ngôn ngữ ngôn ngữ là HTML. Bây giờ chúng ta sẽ lốt cái trang web về ncov ở đây và chúng ta sẽ đi tới à, cái bảng này. Sau đó chúng ta sẽ bấm chuột phải vào bất kỳ đâu ở trong cái bảng này. Chẳng hạn ví dụ như mình sẽ bấm chuột phải vào chỗ bệnh nhân và bấm vào nút inspect. Ở đây mình dùng trình uh, duyệt Google Chrome. Uh, đối với cả các trình duyệt khác Thì nó cũng tương tự như vậy thôi Thì cũng chuột phải Sau đó các bạn bấm inspect Thì uh, ok Hiện tại thì hơi chậm một chút Tại vì bảng này là khá là rộng thế chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ok Thì đây là cái bảng của chúng ta Và cái bảng của chúng ta thì chúng ta có thể nhận thấy là uh, Cái ID của cái bảng này là Seller ID sailor Table Thì đối với cả Seller Table này Thông tin thì nó sẽ nằm ở đâu Thì các bạn có thể nhìn xuống phía dưới một chút Thì chúng ta sẽ có phần Table body là có cái tag T-body của HTML Và chúng ta mở ra thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là Đây chính là những cái nơi mà chứa Thông tin của chúng ta và cụ thể là Trong những cái thẻ TD ở đây Ok, bây giờ thì chúng ta Sẽ làm thế nào để Chúng ta có thể lấy được dữ liệu này Và chúng ta sẽ ghi vào một cái sheet Là sheet 1 ở trên Cái um, trang Google Sheet này Và chúng ta sẽ và ở đây thì chúng ta sẽ phải bấm vào cái menu công cụ là thứ nhất sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào chỉnh sửa tập lệnh à, mình không quen cái giao diện tiếng việt lắm nhưng mà ok không có cái vấn đề gì cả và ở trong cái dự án mới này thì chúng ta sẽ có một cái file gọi là mã gs và chúng ta sẽ đi viết code của chúng ta ở đây và đầu tiên là chúng ta sẽ đi đặt tên cho cái function mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong này. Function ở đây thì các bạn có thể đặt tên tùy theo ý thích của các bạn nhưng mà mình sẽ đặt tên là get table from web như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái hằng số ở đây là web URL. Thì chúng ta sẽ cho vào đây cái gì? Chúng ta sẽ cho vào đây cái trang web của chúng ta. Chúng ta sẽ copy trang web và chúng ta sẽ cho vào đây Mình sẽ tìm cách để mình phóng to cái cửa sổ này lên một chút để các bạn dễ nhìn hơn Ok, mình nghĩ là tầm này là các bạn có thể dễ nhìn rồi uh... Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái gì? Bây giờ thì chúng ta sẽ uh, bằng một cái cách nào đó Thì... Uh chúng ta sẽ cần phải đi tới cái trang web này, chúng ta sẽ phải lấy cái cái code ở đây về, cái code HTML ở đây về và chúng ta sẽ phải phân tích cái code này ra chẳng hạn. Thì với cái nhu cầu này thì có thể là rất là khó để mà chúng ta có thể gọi là làm bằng hoàn toàn là tự động bằng tay, nhưng mà ở trong Google Apps Script thì nó có một cái thứ nó gọi là một cái phần mở rộng hay là một cái thư viện mà có nghĩa là cốt của người khác đã chuẩn bị sẵn rồi và thực hiện những cái nhiệm vụ cụ thể thì chúng ta sẽ sử dụng cái cốt này để làm cho cái việc phát triển cái script này của chúng ta nó được nhanh chóng hơn và cái đường link đến cái cốt này thì chắc chắn mình sẽ để ở phần miêu tả của video để các bạn có thể vào cái đoạn cốt này và các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn của cái video của mình và bây giờ thì cái cốt đó thì có ở trên cái trang gọi là github com của cái bạn tên là tiny và cái code này có thể là cheerio. À, chúng ta sẽ bấm vào cheerio ở đây và chúng ta sẽ scroll xuống phía dưới một chút thì cái project là cái project cho cho cheerio. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem xem hướng dẫn sử dụng ở đâu. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mục là adding the library to your project, có nghĩa là chúng ta sẽ phải add cái 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 ID này vào trong cái cái resources của chúng ta. Ok. Ở trong này là hướng dẫn tiếng Anh nhưng mà ở trong này lại là hướng dẫn tiếng Việt Nhưng mà các bạn biết không? Nó sẽ ở thư viện này Sau đó chúng ta sẽ bấm vào thêm một thư viện ở đây Và cái ID tập lệnh chính là cái ID mà chúng ta vừa mới chuột phải bấm copy ở đây Và chúng ta sẽ dán cái ID tập lệnh đó vào Paste nó vào đây và bấm tìm Và khi mà các bạn tìm như vậy thì chúng ta nhìn thấy là đã tìm thấy thư viện Cherio và chúng ta sẽ sử dụng phiên bản 12 ở trong video này Nếu mà các bạn có phiên bản mới hơn thì càng tốt, không sao cả Nhưng mà bây giờ là tầm tháng 5 năm 2021 Phiên bản này là phiên bản mới nhất và chúng ta sẽ bấm vào nút thêm ở đây Ok um, Bởi vì là mình đã thêm cái thư viện này vào Thế nên là các bạn mới nhìn thấy cái lỗi ở đây nhưng mà thực ra không sao cả. Chúng ta nhìn thấy cheerio ở đây là đã ok rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Và bây giờ tiếp theo thì sau khi mà có cái URL của trang web này thì chúng ta sẽ cần phải load cái content là, là cái nội dung của trang web đó về và chúng ta sẽ sử dụng cái method có sẵn của Google Apps Script là URL fetch up. Rồi, .fetch fetch này thì thì có nghĩa là ở đi tới cái địa chỉ đó và lấy một cái thứ gì đó về cho mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm mở ngoặc ra. Chúng ta lấy cái gì? Ở đâu? Thì chúng ta sẽ cho vào cái function URL thứ nhất này là chúng ta sẽ lấy web URL ở đây. Và sau đó ra ngoài thì chúng ta sẽ bấm .get content text như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng cheerio để chúng ta load cái dữ liệu này vào con chúng ta sẽ sử dụng từ đô la ở đây. Uh, cheerio, Cheerio chấm load mở, mở ra content, ok uh, không cần chấm phẩy được. Bây giờ mới rồi, cho nó không cần chấm phẩy cho đỡ rối mắt. Và chúng ta sẽ uh, gọi là sau khi mà load cái dữ liệu này về thì chúng ta có thể đọc được từng cái dòng dữ liệu một, uh, gọi là từng cái ô dữ liệu một và khi mà đọc cái ô dữ liệu đó thì chúng ta sẽ cần một nơi để mà chúng ta chứa cái ô dữ liệu đó, thế nên là chúng ta sẽ let result thì chúng ta sẽ cho bằng một cái mảng rỗng như thế này. À, sau khi cho vào mảng rỗng như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm cái điều tiếp theo như sau là chúng ta sẽ phải đi đến cái table đó ở trên web. Ok, chúng ta sẽ đi đến cái table này và chúng ta sẽ nói với cheerio là ok, cheerio hãy đi đến cái table có cái ID là sailor table ở đây. Và sẽ lấy hết những cái thứ uh, td ở phía dưới này về cho mình và nhét vào trong cái array result của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm điều đó. Chúng ta sẽ sử dụng là dollar cái, cái phần này ấy, thì nó là cái cấu trúc của Jereo Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm Jereo Thì các bạn sẽ uh, có thể uh, gọi là uh, Xem thêm ở trên Documentation Ở trên cái trang GitHub này Và Ngoài ra thì uh, thực ra là mình cũng có một cái uh, Trang web là dtnguyen business ở đây Thì có một cái uh, khóa học Gọi là khóa VBA 301 chẳng hạn Thì ở đây chúng ta sẽ không sử dụng Sectorial nhé Mà chúng ta sẽ sử dụng Selenium Để dùng VBA trong Excel Để mà tự động hóa web uh, Lên web lấy dữ liệu về Thì cái ví dụ này Thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng Nội dung trong cái khoa học này Để các bạn có thể uh, Làm được tương tự Nhưng mà trong trường hợp này Thì uh, sử dụng Google Sheet Sẽ dễ hơn rất nhiều Thế nên là chúng ta sẽ học tiếp Cảm ơn các bạn uh, Đã biết từ trong web của mình Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến Siler Table Ok và dưới cái tầng của seller table này Thì chúng ta sẽ tìm những cái entry là TD ở đây TD ở đây này, TD ở đây này, ok Bây giờ thì chúng ta sẽ gõ dấu cách và chúng ta sẽ gõ TD vào đây Và uh, có một cấu trúc là với mỗi cái function ở đây Thì chúng ta sẽ sử dụng là chấm .h Ok, chúng ta sẽ viết cái này như thế nào Chúng ta sẽ viết theo kiểu cũ là chúng ta sẽ có một cái function Anonymous function ở đây Và trong cái function này thì chúng ta sẽ làm gì Chúng ta sẽ push dữ liệu của từng ô trong này vào trong cái result đó ok uh, xin phép các bạn một chút là mình check lại xem xem là video này thực sự mình đã có thu tiếng hay chưa uh, ok chỗ này thì không biết được show recording monitor ok uh, mình nghĩ là mình thu tiếng rồi đây là cái tên của cái mic mà mình sử dụng um, ok bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ sẽ bấm là result là cái array mà để chúng ta chứa những cái kết quả đó chấm push và chúng ta sẽ push cái gì vào đó chúng ta sẽ push là dollar mở hoặc là this chấm text ok đơn giản như vậy thôi à mình đã thống nhất với nhau là không sử dụng chấm phẩy um, ok có bạn đang hỏi là để mà viết được những cái code như thế này trong google Apps script thì có khóa học nào không thì uh, mình lại phải vào lại Để duy nguyện chấm business thì các bạn có thể bấm tìm kiếm khóa học và các bạn gõ vào là GAS 101 thì uh, cái khóa này thì ở uh, các bạn đừng tin vào cái giá này. Uh, các bạn cứ inbox mình mình sẽ có cái giá tốt hơn cho các bạn và các bạn sẽ học được rất là cơ bản rất là nhiều thứ về Google Apps Script làm được rất nhiều việc luôn, tuyệt vời. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái result này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái result này có đúng không đã thì chúng ta sẽ sử dụng là logger.logger.log mở ngoặc ra chúng ta sẽ uh, cho ra cái result đầu tiên đi, ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại ở đây đã để chúng ta kiểm tra xem à, đã tìm thấy từ định danh dịch vụ được sử dụng quá một lần, ok, à, có nghĩa là cái lỗi này nếu mà chúng ta add chario vào nhiều quá ấy, thì chúng ta sẽ phải bỏ bỏ bớt ra, thế nên chúng ta sẽ xóa bớt cái ở đây, xóa thư viện đi. Nếu mà lỗi thì chúng ta sẽ phải lại add lại, rồi chúng ta sẽ bấm save lại không có lỗi gì cả và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào nút chạy ở đây và chúng ta sẽ chờ một chút. Uh, Chariot sẽ lên trên web này và tìm đến. Ok, BN 3332. Ok, hy vọng là bệnh nhân này không bị uh, vấn đề gì cả. Bác đã 60 tuổi rồi. Hy vọng là không sao cả, đang điều trị ở Việt Nam tốt, Hà Nội. Uh, bây giờ thì chúng ta sẽ uh, như vậy là cái thông tin này của chúng ta nó đã lấy được về rồi và nó đã lấy được về rồi, như vậy là thông tin tốt và thông tin tốt như vậy thì chúng ta có thể làm tiếp như thế nào. Bây giờ thì Uh, chúng ta sẽ kiểm tra một loạt Ví dụ như là result số 1 tiếp chẳng hạn Ok, chúng ta sẽ thử như thế này Hay là đơn giản là chúng ta sẽ uh, cho logger.log result luôn đi uh, Syntax error unexpected token dòng 12 Dòng 12, ok Làm gì có gì đâu Ờ, thỉnh thoảng Google Apps Script nó bị vậy Nhưng mà không sao cả Các bạn sẽ bấm save một lần nữa Và bấm chạy hàm đã chọn Đây là các bạn sẽ phải chọn hàm get table from web Và chúng ta sẽ chạy Đấy các bạn nhìn thấy được rằng Dữ liệu của chúng ta đã chạy ra hết rồi Và có một cái thông tin ở đây Là logging output too large Bởi vì là chúng ta có tới 3332 bệnh nhân Truncating output Có nghĩa là cái output này là một cái array Là một cái mảng rất là lớn Và nó bị cắt bớt đi rồi À, đến cái chữ Việt này không biết là cái thứ bao nhiêu đến bệnh nhân số uh, 3159 và chúng ta có là 3332 3332 trừ đi 3159 ở oh, được có 173 dòng đây thôi không vấn đề gì cả bởi vì là chúng ta sẽ ghi cái kết quả này ra một cái mảng và chúng ta sẽ ghi lại cái mảng đó vào trong cái bảng tính Google Sheet của chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ làm điều đó chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào bởi vì hiện tại thì chúng ta mới ghi vào một cái mảng một chiều nhưng mà để ghi vào Google Sheet thì chúng ta phải ghi vào một cái mảng hai chiều Thế nên là chúng ta sẽ phải làm cách nào để mà ngắt ra thành nhiều cột Có một cách để mà ngắt ra thành nhiều cột thì chúng ta sẽ làm là Chúng ta sẽ định nghĩa một cái array rỗng như thế này Và chúng ta sẽ chuyển những cái thành phần ở trong cái array Thì là result này sang bằng một cái kỹ thuật như sau Đầu tiên là chúng ta sẽ for var index bằng 0 này Chúng ta sẽ bắt đầu từ dòng đầu tiên này và chúng ta sẽ lặp tới cái dòng là, là result.length đến cái dòng cuối cùng. Và chúng ta sẽ đếm cái index này lên là mỗi năm lượt bởi vì là bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta có 1 2 3 4 5 cột ở đây. Thế nên là chúng ta sẽ đếm index này index cộng bằng 5. Ok. Có nghĩa là bắt đầu index bằng 0 này ở vòng lặp thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu từ từ element số 0 thì xong sau đó chúng ta sẽ cộng 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 lên để mà cái index cuối cùng và bằng số 5 này thì chúng ta sẽ ngắt. Sau đó thì chúng ta sẽ viết cái vòng lặp này như sau. Chúng ta sẽ sử dụng array.push và chúng ta sẽ push cái gì? Chúng ta sẽ push cái kết quả result.slice à của index và index cộng 5 như thế này. Ok. Và sau đó rồi thì chúng ta sẽ lại kiểm tra lại cái kết quả bằng logger.log của Array không như thế này chẳng hạn lưu lại lưu lại lưu dự án à, dòng 14 có vấn đề gì ở đây dòng 14 có vấn đề gì nhỉ à, mở ngoặc này Đóng ngoặc này lưu lại lần nữa thử xem sao mình nghĩ là Google sheet nó đang à, bị dở à, hơi cái đoạn này một chút mình xem nào for chấm phẩy này, index à tại vì chỗ này chỗ này giữa ngăn cách giữa các lệnh này thì chúng ta sẽ phải có chấm phẩy riêng ở trong cái vòng for này thì nên bây giờ thì chúng ta sẽ lưu lại dự án và không có lỗi gì nữa và chúng ta sẽ bấm chạy một lần nữa và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy ok đây là cái thứ mà chúng ta cần nhưng mà các bạn để ý rằng là để mà để mà cái dữ liệu này được ghi vào đúng dòng cột ở trong Google thì chúng ta sẽ cần cái dữ liệu có dạng là như thế này, nó sẽ phải là mảng hai chiều như thế này. OK, nó sẽ phải là mảng hai chiều như thế này. Và tất nhiên là cái chữ Hà Nội này sẽ phải ở trong dấu uh, đóng ngoặc kép. Thế nên là chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ có một cái phần nhỏ chúng ta sẽ sửa lại là ở cái phần uh, result text đây thì chúng ta sẽ phải thêm một cái góc vuông ở đây. OK, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lại test lại một lần nữa bởi vì là chúng ta muốn tất cả những thứ đó sẽ chạy ok khi mà chúng ta ghi vào cái uh, sheet 1 của chúng ta ở đây. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là cái thông tin của chúng ta. Ok, khi mà chúng ta đã ghi xong như vậy rồi thì cái việc còn lại rất là đơn giản thôi thì có thể nhiều bạn đã biết rồi. Chúng ta sẽ truy cập vào spreadsheet app, sau đó chúng ta sẽ chấm get active rồi tiếp theo là get sheet by name. Tên của sheet của chúng ta là gì? sheet 1 không có dấu cách sau đó chúng ta sẽ kẹt range và đầu tiên là chúng ta sẽ ghi vào ô nào chúng ta sẽ bắt đầu ghi vào ô số 2 đi ghi vào số 2 đi bởi vì là cái ô đầu tiên thì chúng ta sẽ để làm tiêu đề chẳng hạn tiêu đề các bạn tự thêm vào nhé cột thứ nhất này column a number of rows thì nó sẽ bằng là array chấm length tí nữa mình phải kiểm tra lại array.length hay là array.length cộng 1 không nhớ rõ lắm nữa à, và chỗ này thì chúng ta sẽ có số cột là array không chấm length ok thì đó là chúng ta đã thiết lập xong cái mảng để mà chúng ta có thể ghi dữ liệu vào như thế này sau đó thì chúng ta sẽ phải làm cái bước là chấm set values chấm set values có số nhiều nhé bởi vì là chúng ta ghi nhiều dữ liệu vào một lần thì chúng ta sẽ ghi array này vào ok ok Bây giờ thì chúng ta sẽ thử lại cái đoạn code này bằng cách là chúng ta sẽ chọn get table from web. Chúng ta sẽ đảm bảo được rằng là dữ liệu của chúng ta từ cột A đến cột E trống, chúng ta có 5 cột. Sau đó chúng ta sẽ trở lại ở đây. À thực ra mình sẽ làm như thế này đi, get table from web này. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào bảng này chúng ta sẽ chèn thêm một cái nút ở đây. Bản vẽ. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái nút ở chỗ này hình dạng hình chữ nhật này vẽ ra này và chúng ta sẽ gõ vào đây là lấy lấy dữ liệu ok chúng ta sẽ trang trí cho cái nút này một chút rồi cho nhỏ lại một chút như thế này và chúng ta sẽ lưu và đóng này sau đó thì các bạn lưu ý là mình đã ở trên Google Apps Script ấy, thì mình đã copy cái tên của cái function này rồi sau đó là chúng ta sẽ quay trở về và chúng ta sẽ bấm vào cái nút menu ở đây chọn gán tập lệnh sau đó chúng ta sẽ dán cái tập lệnh này vào bấm ok và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào cái nút lấy dữ liệu này và cùng nhau hồi hộp xem cái dữ liệu có được lấy về hay không thì chúng ta sẽ bấm và đang chạy tập lệnh hy vọng không có lỗi gì mình nghĩ là không có lỗi gì đâu thì chúng ta sẽ chờ một chút và đây là cái kết quả mà các bạn nhận được và chúng ta sẽ thử xem xem là ok có ba 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 hai trường hợp và chúng ta đã lấy được dữ liệu này về rồi và mình nghĩ là dữ liệu này uh, ok À là ok rồi. Thì đây là cái đoạn code mà chúng ta sẽ sử dụng để mà có thể lấy được dữ liệu với Google Apps Script từ dữ liệu của một trang web. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.